Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bingo Studio. Và các bạn biết không, khái niệm iPhone cũ thì mình nghĩ rằng chắc hẳn ai cũng đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên, đã có bạn nào nghe đến khái niệm là củ sạc cũ chưa, hay còn gọi là cu sạc cu? Và ngày hôm nay thì mình sẽ mời đến đây một chuyên gia nói phét và siêu ngu để có thể giải thích cho các bạn về khái niệm củ sạc cũ cũng như là những lưu tâm khi mà chúng ta lựa chọn củ sạc cũ dành cho các thiết bị của Apple nhé. Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Pazo Zuto Studio. Đổi tên kênh đi nhá. Thế à? Ừ, nhớ đổi đấy. Rồi, và hôm nay thì mình được Pazo mới đây bởi vì để bàn một cái vấn đề, đó là Kusaku. Thế đầu tiên tôi mới đặt một câu hỏi cho Pazo, đó là tại sao người ta lại muốn mua Kusaku nhỉ? Thực ra thì mình nghĩ là mọi người mà lựa chọn Kusaku, củ sạc cũ ấy, bởi vì một cái lý do giống như việc mọi người lựa chọn iPhone cũ thôi. Tại vì là các bạn cũng thấy là iPhone thì giá thành rất là cao. Và những bạn mà lựa chọn iPhone cũ ấy, thực ra với tầm tiền đấy là họ có thể lựa chọn được những chiếc điện thoại Android mới và có một cái chất lượng nó tốt hơn. Tuy nhiên là họ vẫn lựa chọn iPhone cũ bởi vì đơn giản là họ rất ưa thích cái thương hiệu Apple và muốn sở hữu. Nhưng mà vì cái túi tiền hơi là eo hẹp nên là chúng ta lựa chọn với iPhone cũ nó sẽ tiết kiệm hơn, đúng không? Thì củ sạc cũ cũng như vậy, nó sẽ tiết kiệm được chi phí. Cũng đúng, đấy là gọi là lòng yêu thích thương hiệu. Tại vì nhá, trong tầm tiền, nói về củ sạc, cáp sạc thì mình sẽ sẵn sàng lựa chọn các thương hiệu khác. Bản thân mình bây giờ phần lớn là dùng các phụ kiện bên thứ ba, ví dụ như của Belkin, các bạn thấy đã có này, vừa cái củ sạc chúng ta là 12W, thậm chí là có hai cổng cho mọi người sử dụng. Hay là các bạn có cả là củ cáp sạc Anker, từ có cả loại sạc nhanh 18W, rồi sạc nhanh 30W, đầy đều đủ có hết. Nhưng mà không hiểu sao nhá, người dùng vẫn có tâm lý là người ta cứ nói đến phụ kiện cáp sạc mà không phải của Apple, là người ta lại không tin đấy là hàng tốt mà cứ phải mua đồ của Apple. Nên bởi vậy thì với cái số tiền mà để mua một cái củ sạc và cáp sạc mà có loại là hàng sạc nhanh ấy khá đắt. Như ở trên màn hình hiển thị, đây chính là giá bán của các loại củ cáp sạc mới đấy, từ 10W đến 30W của Apple thì các bạn thấy giá khá cao. Trong khi đấy người ta lại vẫn muốn có cái này mà với mức giá rẻ hơn, bởi vì có thể đã làm mất này. Hay là đôi khi là mua cái máy kiểu máy xách tay cũ ấy thì thường sẽ không có củ cáp sạc đi kèm mà cứ bảo là hàng loại 1, nhưng mà người ta muốn tìm loại zin thì lúc đấy người ta sẽ tìm đến cái tâm lý là mua hàng củ Kusaku cũ. Đúng. Và giống với cả Apple, là của Apple chứ không phải là từ cái thương hiệu khác. Vậy thì sau những chia sẻ của anh Cho Su Vinh Ngu thì anh có biết là nguồn gốc của những cái Kusaku này là ở đâu ra không? Ôi, đơn giản thôi. Thứ nhất, đây là những cái loại hàng kẹp nách, tức nghĩa là hàng xách tay đấy ạ. Không tin chị, tôi cho chị xem luôn này. Đây, mới bên nách tôi, đây là cái củ 30W đến từ Apple. Còn nếu mà chị thích nhá, củ 10W đúng không ạ? Đây, nách bên còn lại, thấy chưa? Chị không phải ngửi cái đấy vừa trong Kusaku của tôi ra đấy. Thì thứ nhất, đây là những loại hàng là gom từ các công xưởng, từ các công ty sản xuất đối tác của Apple. Tại vì các bạn đã biết rồi, chúng ta có cả cáp cũng ra từ nhà máy sản xuất, thậm chí Samsung cũng có những cái loại sản phẩm như này là củ cáp sạc là từ trong nhà máy ra. Họ xuất đi những thị trường như Hồng Kông, Nhật Bản, thậm chí là xuất đi cả Việt Nam luôn các chị ạ. Và nguồn gốc thì sẽ ghi trực tiếp trên cái Kusaku này để có thể xem được và kiểm tra dễ dàng xem nó là loại như thế nào. Thứ hai là loại hàng này là sản phẩm trả bảo hành, iPhone có và củ cáp sạc cũng có. Thì củ sạc Lightning này 99% không có sự chênh lệch quá nhiều về hình thức bên ngoài. Thực sự trông rất là giống một cái củ mới. Chị có thấy cái Kusaku này mới không? Đúng rồi, mới này nhưng nó chỉ hơi xước một chút thôi. Đúng rồi, do nách tôi đấy, hơi thông cảm, lông nách hơi cứng. Thì xước răm ở bên ngoài, còn về tổng quan thì nó không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm cũng như là cái công năng của sản phẩm. Nói thật là nếu các bạn mua đồ cũ thì tương tự như iPhone đấy, là phải đến tận nơi các bạn có thể kiểm tra, hoặc là nếu mua từ xa thì nhờ người ta chụp ảnh sản phẩm gửi cho mình kiểm tra cho nó yên tâm. Đó. Và giá thành thấp hơn đúng không? Thì tất nhiên là giá thành thấp hơn, thì ở trên màn hình của chúng ta đây đó chính là cái giá thành so giữa cái loại Kusaku và Kusamo. Là củ sạc mới ấy. Thì để so sánh với nhau thì cái Kusaku nó sẽ rẻ hơn một cách đáng kể so với Kusamo. Thì thực tế bọn tôi đã test đó là trên iPhone 11 Pro Max ở mức pin 30%, công suất ổn định xung quanh là 22W cơ trên cái củ 30W này. Các bạn đã sử dụng iPad và các dòng kể cả là dòng Pro thì các bạn cũng có thể sử dụng cái bộ sạc này, là cũng là sạc nhanh đáp ứng được cái nhu cầu chúng ta là tối đa lên tới là 30W cho những thiết bị khác để mọi người có thể sử dụng đấy, không cần phải lo. Tất nhiên là ngoài iPad ra thì nó có thể sạc cho những thiết bị khác nữa. Và trên iPad Air 3 thì mức pin 53% cho công suất là 28,72W, ổn định ở mức tầm khoảng là 27W, thậm chí dùng được với cả MacBook nhé. Cái củ này nhìn giống củ của MacBook mà. Chỉ thấp xuống tí nữa. Vậy thì rốt cuộc là hai cái bộ này anh chia sẻ là giá bao tiền? Thứ nhất là tôi không ăn tiền với Seven, nhưng mà Seven thì nói với tôi rằng là bộ này thì đang được sale là cái Kusaku 30W kèm với lại cáp sạc C2 Lightning mới.
lưu ý là cái cáp đi kèm con này là cáp mới nhá. Củ 10W này thì B7 đang bán mức giá là 390k. Đó, thì bạn có một cái bộ sạc để sử dụng kèm với cái cáp Lightning mới là 100%. Tức nghĩa là cái củ này sẽ được tặng tổng cộng là hai cái cáp Lightning để mà sử dụng. Nếu mà các bạn là một người không biết gì, xong các bạn cũng chả biết check cũ tương tình ấy, lời khuyên của mình ấy là các bạn cứ mua một cái bộ củ cáp sạc mới. Tại vì tại sao? Thứ nhất là những bạn kiểu Pazo này chẳng biết gì ấy, thì các bạn mua như vậy sẽ yên tâm hơn. Còn ngay cả khi mình khuyên thật luôn là với số tiền đấy, mình sẽ đi tìm kiếm một bộ cáp sạc đến từ Anker này, rồi cũng như là ngay cả Belkin thì tại Seven họ cũng đều đang bán hết mà, nên họ không phải là quan tâm là bán được cái nào. Mà các bạn sẽ thấy rằng những cái bộ này mình lựa chọn bởi vì một là mới 100%, hai là nó cũng cho cái độ bền rất là cao so với bộ của Apple. Nhưng nếu như anh em nào mà sẽ mua hàng cũ, bởi vì quan trọng nhất đó là các bạn phải là fan đích thực của Apple, các bạn muốn tìm một sản phẩm của Apple chuẩn để các bạn sử dụng. Và về cái bảo hành thì tại Seven sẽ bảo hành đến tới 6 tháng cho mọi người và có một đổi một, nên mọi người sẽ không cần phải đắn đo về vấn đề chất lượng của củ sạc. Và như mình đã nói rồi thì ở tại đây khi các bạn mua hàng, các bạn đến tận nơi các bạn xem, các bạn thích thì mua, không các bạn có thể mua những loại khác cũng được. Tóm gọn lại thì các bạn thích thì mua, không thích thì mua, và link ở phía dưới luôn. Ok. Rồi, ok chị, cảm ơn chị Kusamo. Và các bạn có thể đừng quên like cho bè, và chương trình của Seven diễn ra trong thời gian giới hạn nên phải nhanh tay đặt thì mới được nhá. Tại vì số lượng hàng hóa nhiều lắm các bạn ạ. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Hình như là trước mùng 10 tháng 9 đúng không? Ừ. Rồi, ok. Ê, cắm cái này vào mũi xem nó có sạc cái gì nữa. Chơi có Kusaku này, có biết loại Kusoku không?